Đúng ra là con Pao này em phải test cho những con đôi hàng khủng. Báo cáo bác là em đang test với lại đôi loa này có công suất là 450W một loa, một đôi là 900W. Em test con Dinaco trước khi đi cho các bác khách. Con này thì bao phê cho bác luôn ạ. Con này đánh thì vũ lực luôn rồi nhá, vũ lực luôn. Đây ạ. Em test luôn thẳng cho bác nha. Loa này tắt nó này. Đây con này là vế A vế B nhá, nó nhìn bác nhìn thấy chưa, vế A này vế B này, đây lên vế B trước này, rung nhả luôn. Bốn trăm watt cơ mà. Giờ một loa đấy, thử loa này nhá. Vặn lên nấc 9 giờ mà đã rung nhà rồi ạ. Tắt nhá. Hết. Tắt. Đây là công tắc on off này. Bạn ngược, ngược lại cũng được, bên này được. Tắt ạ. Được chưa? Bật nhá. Từng vế luôn ạ, vế A, vế B luôn. Từng vế luôn các bác nhé, chú ý nhé, từng vế luôn này. Đấy, em dùng con ông đi đèn 3.8 triệu để làm rè. Phát không dây luôn, phát nhạc không dây. Đây em bật nhé này. Phát nhạc không dây luôn đấy. Bác thích em mở tiếp cho bác một bản nhạc nữa nhé. Của nhạc gì đây? Nó có nhạc gì bốc bốc tí ở đây. Đừng hỏi vì sao đi. Quảng cáo. Tránh bản quyền. Phải tua ngay đấy. Quảng cáo có bản quyền nữa mà. Mệt lắm. Còn này mà các bác chê bỏ quên thì vãi trường.
cảm ơn các bác nhé, chào các bác. Đang mãi lại quên đấy, có một số bác em vừa đăng cái bộ này lại hỏi là không đăng con Samba đằng sau à? Đây, em cũng đăng luôn cho các bác để khỏi quên. Con Samba này là Samba model đời cao 9120 nhé. Có báo giá cho các bác rồi, ở trên kênh rồi, con này đèn đã bật, có clip test giới thiệu cho các bác rồi. Con Samba này trên kênh là 9.9 triệu. Em Tuấn sẽ giảm cho bác đây, sẽ giảm luôn cho bác luôn nhá. 99 thì sẽ còn là 89. 89 ok cho bác, con Samba. Đấy. Còn sang đây, con Tết Cam đời cao này nhá. Con Tết Cam đời cao bác chú ý hộ em, Tết Cam thì nó có rất là nhiều đời Tết Cam nhá. Những con này bác Phang loại anh nhất cho em. Con Tết Cam Alpha 8 ạ. Còn cái loại Alpha 2, Alpha 3 nó khác. Nhưng có nhiều bác là cứ thấy con ăn Tết Cam nó nặng này mà. Đây là Tết Cam Alpha 8 ạ. Chú ý hộ em. 9 triệu 8 để cho bác, 8 triệu 8 khi sang đăng ký ủng hộ kênh Tuấn Âm Thanh Bãi nhé. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, còn những dòng loa này em giới thiệu rồi.